đóng góp từ hội viên đó là gần 3 tỷ đồng, 2 tỷ 7 đồng. Thì sau đó thì chúng tôi cũng cân nhắc. Khi được WhatsApp và ông Dương Văn Vinh số đăng ký chính thức tư nghiệp. Vinh thu lên đây. Máy là sao? Các của những người bạn nhà, vì vậy mà chúng ta cần gắn bó chung một sự nghiệp là vì cái tổ quốc. Ông người con số 8 đơn vị 96 068 Bình Châu Bình Sơn. Yeah.